Bên nào ta? Bên phải, đúng rồi. Mỗi người nhìn cho kỹ nha, rồi đi nhanh lên. Chạy được không? Chạy đau lắm. Đó, đổi qua kia, chuyển qua kia. Ủa trời ơi. Rồi, nằm sấp. Quay, rung lại được, cuộc sống được. Nhìn đây nè. Đây, đánh ra để cho người làm nè. Nhìn nè, thấy chưa? Phải đưa lên xuống đẩy như nè. Đó, thấy chưa? Thì nó mới vô cái xương được. Đó, thấy không? Đấy. Rồi. Đó, ép đi. Mà khi nào mà mình ép cái chân mà được như vậy á, là bà này mới đi được rồi. Rồi, 1, 2, 3, được, 1, 2, 3, rồi, nằm thẳng ra. Rồi, xích lên đi. Xích lên đi, đó, đúng rồi. Mềm, đừng có gồng. Gồng gì? Rồi. Rồi gì rồi? Ngồi vậy. Ổn rồi đó. Gì? Hồi nào kia còn mới này hả? Mà sao à, bị mấy người làm đặt hả? Không biết hai tự nhiên đặt. Đặt đi. Mệt đó. Rồi gồng gì em? Mềm mềm đó. Rồi, ok, được rồi. Đi đi. Mình thấy cái mông hết rồi ha. Hết rồi. Rồi, đi. Đó. Rồi, đi thẳng lên. Hết đau rồi ha. Rồi, đi mạnh lên. Rồi, bây giờ chạy. Ốp. Chạy nhanh. Chạy nhanh. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.